Trung, tôi tên là Nguyễn Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Tấm Chân. Hôm nay tôi rất vui khi được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà với nội dung chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ 24 đến 36 tháng. Vâng, thưa quý phụ huynh, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp nên các con không thể đến trường. Vì vậy, khi ở nhà, chế độ dinh dưỡng như thế nào để các con phát triển toàn diện, cân đối và hợp lý để trẻ tăng sức đề kháng được quý phụ huynh rất quan tâm. Theo khuyến nghị dinh dưỡng dành cho trẻ mầm non thì trẻ 24 đến 36 tháng cần đạt 930 đến 1000 kcal trên ngày. Bữa ăn hàng ngày của trẻ thì cần đảm bảo đầy đủ, đa dạng, cân đối và hợp lý giữa 4 nhóm thực phẩm, đó là nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất. Nhóm thứ nhất, nhóm chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa là nguồn cung cấp chất đạm tuyệt vời cho trẻ, có vai trò tạo máu, tạo kháng thể, sản sinh ra các axit amin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nhóm thứ hai, nhóm thực phẩm chứa chất bột đường như gạo, ngô, khoai, sắn, cơm là nguồn cung cấp tinh bột chủ yếu cho trẻ hàng ngày. Nguồn tinh bột khác như bánh mì, khoai tây, ngũ cốc. Quý phụ huynh có thể thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm và đa dạng hơn hàng ngày để cho trẻ tránh nhàm chán và biếng ăn. Để cân đối hợp lý giữa 4 nhóm thực phẩm thì chúng ta cần phải biết được lượng thực phẩm một ngày của trẻ 24 đến 36 tháng là bao nhiêu. Sau đây, mời phụ huynh cùng quan sát bảng sau. Lượng thực phẩm cả ngày của trẻ: glucid, gạo 210 đến 260 g, protein, thịt 105 đến 130 g hoặc cá, tôm, đậu đỗ 50 g, vitamin và muối khoáng, rau củ 105 đến 130 g, trái cây 105 đến 130 g, lipid, dầu thực vật, mỡ động vật 30 đến 40 g, sữa 300 đến 350 ml trên ngày. Phụ huynh quan sát lượng thực phẩm cân đối trong một ngày của trẻ thì thực đơn của trẻ được chia làm nhiều bữa trong ngày. Cụ thể, đối với trẻ 24 đến 36 tháng có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Vậy, để biết được lượng thực phẩm bữa chính, bữa phụ như thế nào, mời phụ huynh cùng tham khảo bảng tính sau. Lượng thực phẩm bữa chính của trẻ nhà trẻ: glucid, gạo, chế độ cơm 50 đến 70 g, chế độ cháo 30 đến 40 g, protein, thịt 25 đến 30 g hoặc cá, tôm, trứng, vitamin và muối khoáng, rau củ 25 đến 30 g, trái cây 25 đến 30 g, lipid, dầu thực vật, mỡ động vật 10 đến 12 g. Lượng thực phẩm bữa phụ cho trẻ nhà trẻ: glucid, gạo 30 đến 40 g hoặc mì, bún, phở tươi 60 đến 80 g. Protein, thịt 40 đến 50 g hoặc cá, tôm, trứng. Vitamin và muối khoáng, rau củ 15 đến 20 g, trái cây 15 đến 20 g. Lipid, dầu thực vật, mỡ động vật 5 đến 8 g. Với những chia sẻ vừa rồi, tôi tin rằng cha mẹ có thể xây dựng được thực đơn riêng cho con mình. Tuy nhiên, các bé có nhu cầu dinh dưỡng cao và không thể ăn được một lượng thức ăn lớn. Vì vậy, thực đơn của trẻ cần tổ chức và tính toán làm sao để cho đảm bảo được 5 nguyên tắc vàng sau đây. Đảm bảo cân đối giữa các nhóm thực phẩm đó là nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất. Nguyên tắc thứ 3, thực đơn đa dạng, phong phú và nhiều loại thực phẩm. Nguyên tắc thứ 4, thay đổi thực đơn theo mùa và phù hợp với khẩu vị của từng trẻ. Nguyên tắc thứ 5, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tươi, ngon, có nguồn gốc rõ ràng. Với trẻ 24 đến 36 tháng tuổi, các bé vẫn đang trong giai đoạn đầu đời nên sự phát triển của cơ thể càng cần nhiều nguồn dinh dưỡng hơn. Nhưng đồng thời, độ tuổi này của các con cũng rất dễ lâm vào tình trạng biếng ăn.
Vậy các bậc phụ huynh cần chuẩn bị thực đơn cho bé 24 đến 36 tháng tuổi như thế nào? Sau đây tôi xin chia sẻ một số mẫu thực đơn gợi ý theo bữa chính và bữa phụ để giúp nuôi bé khỏe mạnh hơn. Thực đơn số 1, bữa chính: cá chiên, tim gan xào rau củ, canh rau cải, cơm trắng, hoa quả theo mùa. Bữa phụ: bánh sữa cộng khoai lang. Thực đơn số 2, bữa chính: thịt sườn sốt cà chua, canh khoai tây nấu xương, cơm trắng, hoa quả theo mùa. Bữa phụ: một quả hồng xiêm cộng một hộp sữa chua. Thực đơn số 3, bữa chính: cơm trắng, thịt viên sốt cà, canh rau ngót nấu thịt, hoa quả theo mùa. Bữa phụ: một cốc sữa cộng một miếng bánh ngọt. Thực đơn số 4, bữa chính: cơm trắng, trứng chiên, canh cua rau mùng tơi, hoa quả theo mùa. Bữa phụ: một cốc sữa đậu lành cộng một quả quýt. Thực đơn số 5, bữa chính: cơm trắng, thịt lợn kho củ cải, canh xương bí đỏ, hoa quả theo mùa. Bữa phụ: một quả chuối cộng một bát phở gà. Giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi được tính là giai đoạn vàng cho sự phát triển của trẻ. Vì ở giai đoạn này, trẻ không những phát triển về thể chất mà còn bắt đầu hoàn thiện về nhận biết thế giới, bước vào giai đoạn phát triển tâm lý. Trong khi đó, ở giai đoạn này, hệ thống miễn dịch của cơ thể vẫn đang từng bước được hoàn thiện. Trẻ có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, miễn dịch. Việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết với cơ thể của trẻ ở giai đoạn này có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ sức đề kháng, miễn dịch, các phát triển trí não ở giai đoạn tiếp theo. Miễn dịch tốt, phát triển toàn diện, chắc chắn bé sẽ có một tương lai khỏe mạnh, vững vàng. Vừa rồi, tôi đã chia sẻ tới các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ 24 đến 36 tháng. Rất mong các bậc phụ huynh có thể bảo vệ con qua các bữa ăn hàng ngày. Và sức khỏe của trẻ tốt chính là năng lượng để trẻ vượt qua mùa dịch cùng với cha mẹ. Cuối cùng, xin kính chúc quý phụ huynh và các con luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!